chào các con. Chào mừng các con đã quay trở lại với kênh Hoàng Gia Studio. Đây là kênh đọc sách, truyện dành cho các bạn nhỏ lứa tuổi thiếu nhi. Cô rất vui được gặp lại các con trong video đọc thơ ngày hôm nay. Có một bài thơ viết về mùa thu rất hay của nhà thơ Trần Đăng Khoa, có tên là Chớm Thu. Nào, bây giờ các con hãy cùng chăm chú lắng nghe cô đọc thơ nhé. Nửa đêm nghe ếch học bài, lưa thưa vài hạt mưa ngoài hàng cây. Nghe trời chờ gió heo may, sáng ra vạn nước rụng đầy hoa câu. Bài thơ Chớm Thu, tác giả Trần Đăng Khoa. Nửa đêm nghe ếch học bài, lưa thưa vài hạt mưa ngoài hàng cây. Nghe trời chờ gió heo may, sáng ra vạn nước rụng đầy hoa câu. Cảm ơn các con đã chăm chú lắng nghe. Hẹn gặp lại các con ở những video lần sau. Các con hãy nhớ ấn nút like và bấm nút đăng ký kênh Hoàng Gia Studio để theo dõi các video kể chuyện, đọc thơ thật hay nữa nhé. Chào tạm biệt các con. Bye bye.